Xin chào các bạn, theo dự báo của Liên Hợp Quốc, dân số thế giới dự kiến sẽ đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050. Việc tìm kiếm nguồn thực phẩm bền vững và hiệu quả là một thách thức cấp bách. Trong khi đánh bắt hải sản và chăn nuôi gia cầm gia súc quy mô lớn đang gây áp lực lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên, thì việc nuôi côn trùng, đặc biệt là nuôi dế, lại mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn đấy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về quy trình nuôi dế từ khi dế đẻ trứng đến khi chúng trưởng thành. Hãy cùng theo dõi để khám phá thêm về phương pháp thú vị này nhé! Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích trong các video sắp tới nhé! Dế là loài côn trùng cung cấp protein chất lượng cao cho con người. Khác với châu chấu, dế không gây hại và rất dễ nuôi. Chúng có thể được nuôi quanh năm, thường mất khoảng 50-60 ngày để dế đạt đến độ trưởng thành. Ở Thái Lan, hàng triệu con dế được nuôi và thu hoạch mỗi ngày. Quy trình nuôi dế trong trang trại bắt đầu bằng việc chuẩn bị môi trường sinh sản cho chúng. Môi trường lý tưởng cho dế sinh sản là những khay chứa vụn dừa ẩm. Dế đực và dế cái thường được nuôi chung để tạo điều kiện cho chúng đẻ trứng nhiều trong mùa sinh sản. Đây là trứng của dế, một yếu tố quan trọng trong chuỗi sản xuất côn trùng. Ngay cả khi chưa nở, những quả trứng này cũng có giá trị thương mại cao và thường được bán cho các trang trại khác. Trứng dế sẽ được bảo quản tại nơi mát mẻ và tối. Trong khoảng thời gian này, trứng dế dần phát triển và cuối cùng sẽ nở ra thành dế ấu trùng. Thông thường, quá trình trứng nở sẽ kéo dài từ 7 đến 14 ngày. Trước khi đưa dế con vào bể nuôi thì bể sẽ được khử trùng kỹ lưỡng bằng lửa. Chúng sẽ sinh sống trong các khay trứng và những khay này trước tiên cũng được sấy khô để khử trùng. Khay trứng vừa giữ ấm và duy trì độ ẩm tốt lại có giá thành phải chăng. Hơn nữa, chúng có thể tái chế hoặc kết hợp với rác thải và thức ăn thừa của dế để dùng làm phân bón. Sau khi nở, dế con nhỏ bé như con kiến. Để chuyển chúng vào bể nuôi một cách an toàn, người chăn nuôi sử dụng chổi mềm đảm bảo là không làm tổn thương chúng. Kích thước của bể nuôi thay đổi tùy theo quy mô của mỗi trang trại, thông thường là hình chữ nhật hoặc hình tròn. Miệng của bé nuôi sẽ được dán băng dính để ngăn chặn dế trốn thoát ra ngoài. Sau giai đoạn trứng, dế ấu trùng sẽ trải qua quá trình phát triển trong bể nuôi, kéo dài khoảng 21 đến 28 ngày. Đây thường được gọi là giai đoạn ấu trùng. Trong thời gian này, chúng lột xác nhiều lần, tăng kích thước và dần phát triển các đặc điểm của dế trưởng thành. Dế ấu trùng cần thức ăn giàu protein để phát triển như bột đậu nành, cám gạo hoặc thức ăn chuyên dụng cho động vật cảnh. Độ ẩm đóng một vai trò quan trọng trong môi trường nuôi dế. Để duy trì độ ẩm cần thiết, người chăn nuôi thực hiện việc phun nước hàng ngày tạo ra điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của dế. Độ ẩm không chỉ là hỗ trợ dế trong việc hấp thu nước qua da mà còn là yếu tố thiết yếu cho quá trình lột xác của chúng. Sau khi trải qua các giai đoạn lột xác khi chúng khoảng 45 ngày tuổi,
Tại thời điểm này, chúng chưa hoàn toàn trưởng thành và thường được thu hoạch sớm để sử dụng làm thức ăn cho gia cầm, gia súc hoặc động vật cảnh. Ngoài ra, dế cũng được đóng gói cẩn thận và vận chuyển đến các nhà máy chế biến thực phẩm. Tại đây, chúng sẽ trải qua các quy trình như hấp, sấy khô và nghiền thành bột, tùy thuộc vào mục đích sử dụng cuối cùng. Chúng ta cùng nhau quay lại với những chú dế được nuôi lâu hơn. Ở giai đoạn này, ngoài thức ăn sống, dế còn được bổ sung lá cây, cỏ và hoa quả. Thức ăn này không chỉ cung cấp các vitamin cần thiết cho chúng, mà còn giúp giảm chi phí thức ăn. Độ ẩm và nhiệt độ trong trang trại luôn được duy trì ổn định để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của dế. Khi dế đạt khoảng 50-55 ngày tuổi, chúng đã trưởng thành hoàn toàn và sẵn sàng cho việc thu hoạch. Dế trưởng thành được sử dụng để chế biến các món ăn đặc sản và là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Dế có hàm lượng protein cao với lượng protein gấp khoảng 2-3 lần so với thịt bò, lượng sắt thì gần ngang bằng với thịt bò. Ngoài ra, dế cũng rất giàu các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ. Đặc biệt, chúng có hàm lượng axit béo omega 3 tương đương với cá hồi, làm cho chúng trở thành một nguồn thực phẩm siêu dinh dưỡng và hấp dẫn. Một trong những món ăn phổ biến ở Thái Lan là dế chiên. Ngoài ra, sản phẩm từ dế được sử dụng để làm nguồn protein cung cấp cho các loài động vật cảnh và gia súc. Ngành công nghiệp thực phẩm cũng sử dụng bột dế để sản xuất các sản phẩm bổ dưỡng. Chúng ta đã vừa cùng nhau khám phá quy trình nuôi và thu hoạch dế tại Thái Lan. Dế là loại thực phẩm đặc biệt được ưa chuộng tại quốc gia xinh đẹp này. Bạn đã bao giờ thử món ăn nào được chế biến từ dế chưa? Cảm giác của bạn sau khi xem video này như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn phía dưới video để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nhé! Nếu yêu thích video, bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ video với bạn bè và người thân để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!